Kính thưa quý vị, với nỗ lực giảm cầu các sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật ở Việt Nam, ngày 27 tháng 9 tại Hà Nội, tổ chức Traffic, tổ chức phi chính phủ toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động thực vật hoang dã đã tổ chức sự kiện ra mắt bộ hình ảnh truyền thông giảm nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật tại Việt Nam nhằm thay đổi hành vi người tiêu dùng. Theo đó, các tài liệu truyền thông này được thiết kế nhằm hướng tới các nhóm người dùng mục tiêu cụ thể là nhóm thầy thuốc trong lĩnh vực y học cổ truyền, người tiêu dùng nói chung, khách du lịch quốc tế, đối tượng trẻ em và cơ quan nhà nước dựa trên các bằng chứng về tình trạng tiêu dùng trong nước và các thông tin thu thập được từ khảo sát của Traffic năm 2022 trong khuôn khổ dự án bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai thực hiện. Việc giới thiệu bộ hình ảnh và sự tham gia của đại diện các cơ quan tổ chức đã nhấn mạnh sự ủng hộ của các bên liên quan cũng như tính thiết yếu của công tác giảm nhu cầu các sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật. Sự tham gia của các lĩnh vực khác nhau cùng truyền đi thông điệp mạnh mẽ rằng các bên đều mong muốn chứng kiến sự thay đổi trong xã hội, trong lĩnh vực của mình đối với các sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật.